Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với Đối ngoại và Hội nhập của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, nhận lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường tại Trung Quốc từ ngày 17 đến 20 tháng 10 năm 2023. Đây là chuyến công tác Trung Quốc và cũng là hoạt động đối ngoại đa phương đầu tiên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trên cương vị mới. Đây cũng là hội nghị Vành đai và Con đường lần đầu tiên sau một thời gian dài gián đoạn do dịch bệnh, nên được Trung Quốc và các nước hết sức coi trọng và quan tâm. Truyền hình Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về sự kiện này. Mời quý vị cùng theo dõi. Nhưng trước hết, hãy cùng chúng tôi xem đoạn clip ngắn ngay sau đây. Thời gian qua, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc về tổng thể duy trì xu thế phát triển, đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là sau chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Từ đầu năm 2023 đến nay, lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì trao đổi thường xuyên. Trong đó, vào đầu năm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có điện chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhậm chức. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm trực tuyến với Ủy viên trưởng Đại nhân Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Các chuyến thăm cấp cao cũng được tích cực triển khai khi cuối tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chính thức Trung Quốc và dự hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Thiên Tân, Trung Quốc. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã dự hội chợ Trung Quốc ASEAN lần thứ 20 tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc hồi tháng 9 vừa qua. Theo đà tin cậy chính trị được tăng cường, hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước duy trì tăng trưởng. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc trên thế giới. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 đạt 175 tỷ đô la Mỹ, chiếm 1/4 tổng kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN. Trên nền tảng đó, chuyến công tác đầu tiên tới Trung Quốc của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trên cương vị mới lần này có vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy xu hướng tích cực của quan hệ song phương. Việc Chủ tịch nước tham dự và có các bài phát biểu quan trọng tại Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ 3, với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao nhiều nước và các đại biểu, cộng đồng doanh nghiệp từ khoảng 140 quốc gia, các tổ chức quốc tế, sẽ đóng góp tiếng nói của Việt Nam trong thúc đẩy hòa bình, hợp tác, liên kết kinh tế và kết nối khu vực, làm sâu sắc hơn quan hệ với các nước trên thế giới, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực và toàn cầu, thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững 2030 của Liên Hợp Quốc. Có thể nói bên cạnh việc duy trì vị trí đối tác quan trọng của Trung Quốc, nhất là khi quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc đã bước sang năm thứ 15. Chuyến công tác lần này của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng góp phần quảng bá những thành tựu phát triển kinh tế xã hội, chia sẻ các thông điệp lớn về định hướng phát triển của đất nước, thu hút hiệu quả nguồn lực quốc tế, nhất là về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, tăng trưởng bao trùm, lấy người dân làm trung tâm, góp phần nâng cao vai trò và vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Lời đầu tiên xin được cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ đã dành thời gian cho Truyền hình Nhân dân. Xin Thứ trưởng có thể chia sẻ về ý nghĩa nổi bật của chuyến công tác của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới Trung Quốc để dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ 3 lần này. Nhận lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai Con đường từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 10 tại Trung Quốc. Đây là chuyến công tác Trung Quốc lần đầu tiên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trên cương vị mới và cũng là hoạt động đối ngoại đa phương lần đầu tiên của Chủ tịch nước. Và đây cũng là diễn đàn quốc tế Vành đai Con đường lần đầu tiên sau một giai đoạn dài dịch bệnh được Trung Quốc và các nước hết sức coi trọng và quan tâm. Chính vì thế mà sự tham dự của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lần này có ý nghĩa hết sức là quan trọng trên cả bình diện đa phương và song phương. Trên bình diện đa phương thì trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng hết sức là khó khăn và các nước có nhu cầu là tăng cường hợp tác và liên kết kinh tế khu vực và toàn cầu, thì sự tham dự của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lần này thể hiện một cái cam kết rất mạnh mẽ của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương và thể hiện cái sự chủ động mà tích cực của Việt Nam trong việc tăng cường cái kết nối
hợp tác và liên kết kinh tế khu vực và toàn cầu. Và tại cái hội nghị lần này thì Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ cùng với khoảng 140 các nhà lãnh đạo và đại diện lãnh đạo của các 140 nước và các tổ chức quốc tế tham dự vào trao đổi, thảo luận về các cái nội dung được coi là động lực mới của tăng trưởng toàn cầu, ví dụ như là tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, nông nghiệp hiện đại, rồi đổi mới sáng tạo số và khởi nghiệp cũng như là phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và siêu nhỏ. Điều này sẽ góp phần rất là quan trọng để cho các nước tham gia có thể có những kinh nghiệm và những động lực mới để tăng cường quá trình thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế của từng nước cũng như là của nền kinh tế toàn cầu nói chung. Trên bình diện song phương ấy, thì có thể nói là cái chuyến công tác lần này của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng được cả phía Việt Nam và Trung Quốc hết sức là coi trọng, được coi là những cái hoạt động đối ngoại cấp cao trong năm cũng hết sức quan trọng là hai nước kỷ niệm 15 năm ngày thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Thì các cái cuộc gặp dự kiến giữa Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với một số các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Trung Quốc sẽ góp phần rất là quan trọng để tăng cường cái tin cậy chính trị và tiếp tục cái đà hợp tác rất là tích cực, phát huy những cái thành quả trong rất nhiều các hoạt động cấp cao gần đây. Nhất là sau chuyến thăm rất thành công của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang Trung Quốc vào tháng 10 năm 2022, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững trong thời gian tới. Phát biểu tại phiên họp cấp cao về chủ đề kinh tế số diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ 3, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng thành quả của sáng kiến không chỉ là các dự án phát triển kinh tế mà còn là cơ hội làm sâu sắc hơn tình hữu nghị và sự gắn kết giữa nhân dân các nước, cùng chung tay thúc đẩy hợp tác Vành đai và Con đường chất lượng cao vì phát triển và thịnh vượng chung. Việt Nam luôn ủng hộ những sáng kiến có lợi cho hòa bình, hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới. Chúng tôi đánh giá cao, hoan nghênh và đã tích cực tham gia nhiều cơ chế sáng kiến toàn cầu quan trọng do Trung Quốc khởi xướng, trong đó có sáng kiến Vành đai và Con đường. Chủ tịch nước nhấn mạnh trên cơ sở đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả, Việt Nam hoan nghênh các sáng kiến liên kết kinh tế, kết nối khu vực, góp phần xây dựng nền kinh tế thế giới đa kết nối, mở, bao trùm, bền vững, với người dân là trung tâm. Việt Nam xác định không gian mới là kinh tế số, lực lượng sản xuất mới là nhân lực số, công nghệ số và dữ liệu số, động lực mới là đổi mới, sáng tạo số, trọng tâm là đẩy mạnh kinh tế số. Việt Nam coi trọng các con đường kết nối với thế giới, cả trên đất liền, trên không, trên biển, trên không gian số. Hoan nghênh các sáng kiến liên kết kinh tế, kết nối khu vực, góp phần xây dựng nền kinh tế thế giới đa kết nối, mở, bao trùm, bền vững với người dân là trung tâm. Việt Nam đang nỗ lực đẩy nhanh chuyển đổi số và phát triển kinh tế số, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Chúng tôi xác định không gian mới là kinh tế số, lực lượng sản xuất mới là nhân lực số, công nghệ số và dữ liệu số, động lực mới là đổi mới, sáng tạo. Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề xuất hợp tác tập trung vào ba trụ cột là thể chế số, hạ tầng số và nhân lực số. Trong đó, hợp tác về thể chế số để xây dựng các quy định phù hợp, bảo đảm sự thống nhất, an toàn, bảo mật dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu cá nhân, tạo môi trường kinh doanh thân thiện và hấp dẫn, phòng chống hiệu quả tội phạm xuyên quốc gia, bảo đảm an toàn, an ninh và chủ quyền quốc gia. Hợp tác về hạ tầng số để phát triển hạ tầng số bảo đảm khả năng tham gia của các nước vào nền kinh tế toàn cầu. Hợp tác về nhân lực số để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ, đặc biệt là các công nghệ mới, hiện đại như dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo. Vâng, và xin Thứ trưởng có thể cho biết về những hợp tác sẽ được thúc đẩy sau chuyến công tác lần này của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng là cái triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng như là với các nước sẽ rất là tích cực sau cái chuyến công tác lần này. Trước hết là có thể nói là trong cái xu thế là kinh tế thế giới suy giảm, thì chủ nghĩa bảo hộ gia tăng và toàn cầu hóa thì có biểu hiện chững lại, thì cái sự tham dự của Chủ tịch nước tại cái
diễn đàn cấp cao lần này góp phần vào củng cố cái xu thế liên kết, tăng cường liên kết kinh tế khu vực và toàn cầu, nhất là đối với Việt Nam là một nước có cái độ mở kinh tế rất là lớn. Và cái thứ hai là cái việc mà chủ tịch nước sẽ cùng với các cái nhà lãnh đạo của Trung Quốc và các lãnh đạo của các nước trao đổi thảo luận về các cái nội dung rất phù hợp với cái định hướng phát triển của chúng ta, tăng trưởng xanh, rồi kinh tế số, đổi mới sáng tạo, rồi là phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và siêu nhỏ, cũng như là chống tham nhũng và bảo đảm liêm chính trong quá trình hợp tác kinh tế, chắc chắn là sẽ góp phần tạo cho chúng ta rất nhiều các bài học, những cái kinh nghiệm, qua đó chúng ta cũng có thể tranh thủ được cái nguồn lực và mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này. Và hơn thế nữa thì các cái cuộc gặp giữa Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với các lãnh đạo chủ chốt của Trung Quốc cũng như là các lãnh đạo quốc tế khác tham dự hội nghị cũng sẽ mở ra những cơ hội hợp tác mới. Với Trung Quốc thì chắc chắn là hai bên sẽ trao đổi tiếp tục các cái biện pháp tăng cường cái giao lưu cấp cao và các cấp, thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại đầu tư bền vững, cân bằng hơn trong thời gian tới, cũng như là tăng cường cái hợp tác liên kết về hạ tầng, đặc biệt là trong khuôn khổ kết nối giữa hành lang một vành đai và một vành đai một con đường. Và đây cũng sẽ tạo ra những cái định hướng hợp tác hết sức quan trọng cho các bộ ngành và các địa phương của Việt Nam cùng phối hợp với các đối tác Trung Quốc để tiếp tục đưa cái quan hệ giữa hai nước đi vào một cái giai đoạn mới với sự tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác sẽ thực chất hơn, nền tảng xã hội được củng cố hơn và bất đồng sẽ được kiểm soát và giải quyết tốt hơn trong thời gian tới. Một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của Thứ trưởng. Như thường lệ, ngay bây giờ sẽ là câu chuyện hội nhập kỳ này. Thưa quý vị, phụ nữ Việt Nam trong những năm vừa qua đã thể hiện được sự nhiệt huyết, nỗ lực cống hiến cho nhiệm vụ quốc tế cao cả khi tham gia vào đội hình các lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam ở phái bộ Liên Hợp Quốc. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, hãy cùng tự hào lắng nghe chia sẻ của nữ sĩ quan Việt Nam đầu tiên tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Năm 2018, lần đầu tiên Liên Hợp Quốc đề nghị Việt Nam cử một nữ sĩ quan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình để đảm bảo chính sách bình đẳng giới. Thượng tá Đỗ Thị Hằng Nga đã viết đơn xin tình nguyện xung phong và được lựa chọn với nhiệm kỳ 12 tháng tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan. Đến nay, sau khi hoàn thành hai nhiệm kỳ tại phái bộ này, Thượng tá Đỗ Thị Hằng Nga chia sẻ, môi trường địa bàn tại các phái bộ gìn giữ hòa bình đều khó khăn và tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường như xung đột, bệnh tật và các điều kiện sống bất lợi. Bên cạnh đó, với một nữ sĩ quan, công tác ở một địa bàn xa xôi, thời gian kéo dài cũng là một thách thức không nhỏ. Tuy nhiên, chị đã thể hiện bản lĩnh, ý chí vững vàng, kiên định trong mọi nhiệm vụ được giao. Khi làm việc trong môi trường đa văn hóa, đa quốc gia thì không tránh được cái sự khác biệt. Nhưng phụ nữ của Việt Nam tôi thấy cũng có cái ưu điểm là ham học hỏi và sẵn sàng chia sẻ. Nên là trong một thời gian ngắn thôi thì có thể hòa đồng được Liên Hợp Quốc thì đánh giá rất cao cái hoạt động của chúng tôi. Với Liên Hợp Quốc là chúng tôi đã làm những cái công việc là thực chất với người dân chứ không chỉ mang tính truyền thông. Và sau đó thì họ luôn có những cái tình cảm tốt đẹp và luôn có cái sự nể phục về trình độ ở chuyên môn của phụ nữ Việt Nam. Tôi đánh giá cao quyết tâm của Việt Nam trong việc gia tăng tỷ lệ nữ quân nhân trong các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. Việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam, phù hợp với khát vọng và truyền thống yêu chuộng hòa bình ngàn đời của dân tộc ta. Những năm qua, Việt Nam không ngừng nghiên cứu, khảo sát để tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở những địa bàn và nhiệm vụ phù hợp, đồng thời tích cực hoàn thiện chính sách để đảm bảo tốt nhất cho lực lượng mũ nồi xanh. Việt Nam tự hào là quốc gia có 13% số nữ quân nhân trên tổng số quân nhân tham gia vào hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Sự tham gia ngày càng nhiều của các nữ sĩ quan trong phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc là nỗ lực không ngừng của Việt Nam trong bối cảnh thúc đẩy bình đẳng giới, tăng cường trao quyền cho phụ nữ, đóng góp vào một tương lai bền vững, an ninh, an toàn trong khu vực và trên thế giới. Tại các phái bộ, nữ quân nhân của Việt Nam đảm nhiệm nhiều vị trí công tác khác nhau như quan sát viên quân sự, sĩ quan tham mưu tác chiến, sĩ quan tham mưu huấn luyện, bác sĩ, điều dưỡng đều được Liên Hợp Quốc đánh giá hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ sau khi kết thúc nhiệm kỳ.
Sĩ quan nữ khi tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình ở các cái đất nước mà còn đang trong nội chiến thì gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng bên cạnh đó, khi chúng tôi trực tiếp đi làm việc thì chúng tôi có lợi thế hơn các anh nam giới, bởi vì có thể là cái sức mạnh mềm và những cái cảm thông mà chỉ phụ nữ mới nhìn thấy được. Nên nhiều khi mà tôi thấy rằng những cái công việc như là đàm phán hay đối ngoại hay ngoại giao với cả các đơn vị bạn hay là với chính người dân ý, thì phụ nữ luôn được đón nhận. Và đặc biệt là phụ nữ có thể có cái sự kiên nhẫn hơn, ngồi lắng nghe những khó khăn và cũng dễ chia sẻ hơn những cái khó khăn đấy với người dân hơn là các anh nam giới. Tôi đã có cơ hội tiếp xúc với những nữ quân nhân của Việt Nam và đánh giá rất cao thể hiện và những đóng góp của họ cho lực lượng gìn giữ hòa bình. Họ đã góp phần nâng tầm hình ảnh Việt Nam nói chung và những người lính Việt với quốc tế. Sự hiện diện của họ cũng thể hiện được những cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong đóng góp cho công cuộc gìn giữ hòa bình trên thế giới. Người dân địa bàn, bởi vì họ níu kéo, họ nài nỉ, họ muốn gọi tôi là mama, họ muốn gọi tôi là mama Africa và họ muốn tôi ở lại. Việt Nam đã vượt được mục tiêu ở Liên Hợp Quốc về sự tham gia nữ quân nhân trong các sứ mệnh gìn giữ hòa bình, làm tăng hiệu quả hoạt động của các phái bộ. 100% nữ cán bộ, sĩ quan của Việt Nam đều tình nguyện lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại các phái bộ. Có nhiều nữ quân nhân sẵn sàng xung phong, tiếp tục được triển khai tới địa bàn sau khi kết thúc nhiệm kỳ. Và những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại đối ngoại và hội nhập tuần này. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.